Có đấy nhỉ? Có đấy ạ. Rồi chúng ta lại tiếp tục với bài học chúng ta. Thì cái bài vừa rồi thì thầy rất đơn giản thôi đúng không? Chỉ là để cho chúng ta trao đổi với nhau về một số các cái chỉ số giúp chúng ta đánh giá chất lượng của dây chuyền, đúng không? Và áp dụng riêng biệt với cái trường hợp là dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng, thì chúng ta có thể tính toán các cái chỉ số đấy thông qua hai cái giá trị là M và N. M là chỉ thông số thể hiện về mặt không gian của dây chuyền, chính là số phân đoạn. Còn N chính là gì? Thông số thể hiện về mặt thời gian và công nghệ của dây chuyền, chính là giá trị số dây chuyền N, đúng không? Đấy thì đó là cái bài vừa rồi. Thế thì liên quan đến bài này thì chúng ta có cái dạng bài tập, đó chính là đây xác định các chỉ tiêu dây chuyền, đánh giá so sánh chất lượng của hai dây chuyền với nhau, đúng không? Căn cứ vào một số các cái chỉ tiêu chúng ta đánh giá đấy, được chưa nhỉ? Thế thì đó là cái nội dung bài đấy. Rồi chúng ta bắt đầu chuyển tiếp, chúng ta sẽ chuyển tiếp cái tiết này sang cái bài thứ hai, đó là về bài tiếp theo, đó là về quy luật của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội. Bài trước là quy luật chuyên môn hóa, quy luật của dây chuyền nhịp nhàng hay là dây chuyền đều nhịp. Còn đây là chúng ta chuyển sang cái thứ hai, bài tiếp theo, đó là quy luật của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội. Thì trước khi mà chúng ta đi vào một số các cái giá trị về mặt quy luật, một số các quy luật của cái dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội này, thì chúng ta cùng ôn lại về cái khái niệm của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội. Thế thì cái dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội ấy, thì về định nghĩa nó chính là gì? Nó là dây chuyền chuyên môn hóa, mà trong đó thì nó có một số các cái dây chuyền đơn, đúng không? Một số các dây chuyền đơn và có nhịp là bội số của nhịp các cái dây chuyền còn lại, đúng không? Bội số đấy phải là số nguyên, có thể bằng 2, hay có thể bằng 1, bằng 2 hoặc là bằng 3, thậm chí lớn hơn, đúng không? Thế thì điều đấy nó thể hiện ở trên biểu đồ tiến độ ấy, thì nó là gì? Vẫn là các cái đường xiên, đường thẳng xiên, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên là trong đấy ấy, thì chúng ta sẽ có một số các dây chuyền mà nó nghiêng với các góc nghiêng bé hơn, đúng không? Nghiêng với các góc nghiêng bé hơn. Vì nó là bộ số lớn một mà, đúng không? Nên do đó là gì? Nó sẽ nghiêng với góc nghiêng bé hơn. Đấy, thì đó là dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bộ, được chưa? Thế thì các bạn cũng sẽ thắc mắc với thầy luôn, đó là gì? Ví dụ như cái trường hợp này, đây thì vẫn là dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng, mà dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bộ đây. Đây, ví dụ như cái này. Thế thì chúng ta sẽ có là gì? Cái dây chuyền số 3 này ấy, nó có bước bằng 2, đúng không? Có nhịp bằng 2. Tức là nó sẽ gấp đôi bội số của các dây chuyền còn lại là bằng 1, đúng không? Nhưng bây giờ ấy, thầy có tất cả các dây chuyền, ví dụ thầy giả sử ra là gì? Bốn cái dây chuyền đầu tiên, bốn cái dây chuyền này nó có K bằng 2, và cái dây chuyền số 3 này ấy, thì nó lại có K bằng 1. Thì cái đấy chúng ta cũng có thể gọi nó là dây chuyền nhịp bội được nhá. Hiểu ý không? Tại vì lúc đấy là gì? Nó vẫn tồn tại một số dây chuyền có nhịp là bội số của dây chuyền còn lại. Thì cái trường hợp là gì? Phần lớn là có bước K lớn mà chỉ một hai cái dây chuyền có bước K bé, thì cái trường hợp đấy chúng ta vẫn được xếp vào nó là dây chuyền nhịp bội, đúng không? Nhưng mà cái đấy nó ít phổ biến hơn so với cái loại dây chuyền mà có nhiều dây chuyền đơn với nhịp bé và chỉ tồn tại ít hơn là số dây chuyền mà có nhịp lớn hơn. Các bạn có hiểu không nhỉ? Đây là cái trường hợp này. Thứ nhất, ví dụ ở đây thầy có 5 dây chuyền có nhịp bé, tức là nhịp bằng 1, và chỉ tồn tại một dây chuyền có nhịp bằng 2 thôi. Thì cái dạng này là dạng dễ gặp. Nhưng một cái dạng khác là gì? Giả sử ở đây thầy có là gì? 5 cái dây chuyền này này, nó có K bằng 2, và cái dây chuyền này thì nó có K bằng 1. Này, ví dụ thầy có là cái dây chuyền này. Tức là cái số dây chuyền mà có K lớn ấy, nó nhiều lên, đúng không? Và chỉ tồn tại thay vì cái số 3 này bằng 2 thì nó càng cái số 3 này lúc đấy nó bằng 1, thì cái đấy cũng gọi là dây chuyền nhịp bội. Nhưng tuy nhiên cái trường hợp đấy thì nó ít gặp hơn trong thực tế đấy. Thế thì đó là về cái nhắc về cái khái niệm của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội, để cho các bạn hình dung ra một chút, đúng không? Nhớ lại về khái niệm. Thế thì liên quan đến quy luật của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội thì chúng ta có cái đầu tiên, nó là về cái gì? Nhịp đầu tiên, đó là cái quy luật thứ nhất, đó là gì? Nhịp của các dây chuyền đơn,
nhịp của các dây chuyền đơn ở tất cả các phân đoạn là không đổi, tất cả các phân đoạn là không đổi. Hay là viết theo công thức toán học thì là TIG thì bằng constant, nó với mọi G, tức là ở tất cả phân đoạn thì nhịp là không đổi. Đó là quy luật thứ nhất. Cái quy luật thứ hai đó là tồn tại một số dây chuyền đơn, tồn tại một số dây chuyền đơn có nhịp là bội số của các dây chuyền còn lại, nhịp là bội số của dây chuyền còn lại. Thế thì viết theo công thức toán học ấy, thì chúng ta sẽ có là TRJ thì bằng C nhân với TIJ với R thì khác Y, tức là gì? Tức là ví dụ chúng ta đang xét cái dây chuyền đơn thứ Y, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có là gì? Cái dây chuyền đơn thứ R nó sẽ là bội số bằng C lần cái nhịp của dây chuyền Y đấy, đúng không? Với C thì bằng là số nguyên là 1, 2, 3, nhiều hơn nữa. Thì như nhau, đó là quy luật thứ hai. Thế thì ở đây ấy, thì chúng ta thấy là gì? Vì nó cũng là dây chuyền trong nội bộ, vì nó là tập hợp của nhiều các dây chuyền đơn, và trong nội bộ của dây chuyền đơn đấy ấy, thì cái nhịp của dây chuyền đơn đấy nó không thay đổi ở tất cả phân đoạn. Nên là chúng ta có thể sử dụng cái công thức mà đã xác định đối với dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhà mà chúng ta đã học ở trước ấy, là gì? Cái thời hạn của dây chuyền, đúng không? Chúng ta sẽ có thời hạn của dây chuyền đây này. Thì các bạn thấy rằng là gì? Đáng ra nhé, nếu mà cái dây chuyền thứ ba ở đây này, đúng không? Nếu dây chuyền thứ ba ở đây ấy, nếu mà nó là dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhà thì nó chính là cái đường nét đất ở đây, đúng không? Nhưng mà vì là gì? Nó không phải là dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhà mà nó là dây chuyền nhịp bội, do đó là gì? Nó sẽ tồn tại một cái khoảng là gì, so với cái giả định của chúng ta ở đây, một khoảng chính là bằng gián đoạn Z0. Do đó là chúng ta có thể sử dụng là gì, cái công thức xác định thời hạn cho dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng mà có gián đoạn cho cái dây chuyền nhịp bộ ở đây, bằng cách là chúng ta xem cái đoạn Z0 ở đây này chính là gián đoạn, đúng không? Mà Z0 ở đây đấy, nó chính là khoảng cách mà chúng ta giả định là gì, đáng ra cái dây chuyền nhịp bội này nó phải là dây chuyền phát triển đều nhịp giống như các dây chuyền còn lại thì nó sẽ kết thúc tại ngày này, nhưng mà đến đây ấy, thì chúng ta mới bắt đầu được, đúng không? Tức là nếu mà theo chuyên môn hóa nhịp nhàng thì hết cái ngày này này là chúng ta có thể bắt đầu luôn cái dây chuyền thứ tư này ở đây ra đây, đúng không? Nhưng mà vì nó không phải là dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng nên do đó là gì, phải đến tận ngày này chúng ta mới bắt đầu được cái dây chuyền thứ tư. Hay nói cách khác là gì, chúng ta có một cái khoảng gián đoạn giả định ở đây này, chính là Z0 được đo bằng khoảng cách từ đây đến điểm này, đúng chưa nhỉ? Đấy, do đó là gì, chúng ta có thể sử dụng cái công thức xác định thời hạn của dây chuyền đối với dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng có gián đoạn cho công thức xác định thời hạn của dây chuyền nhịp bộ. Và do đó là gì, chúng ta sẽ có là công thức xác định thời hạn của dây chuyền nhịp bội là T sẽ bằng là gì, M cộng N trừ 1 nhân K cộng với tổng Z0 này. Trong đó Z0 này nó chính là cái giai đoạn giả định mà lúc nãy như thầy vừa phân tích cho các bạn đấy, được chưa nhỉ? Cái phần số hạng đầu này thì không vấn đề gì, đúng không? Các bạn hiểu hết rồi. Chỉ có cái Z0 này nó là cái giai đoạn giả định thì các bạn hiểu chưa nhỉ? Alo. Rồi. Hiểu rồi đúng không? Có hiểu thật không? Alo, alo, alo. Rồi. Ok. Thế thì tiếp theo nữa này, bây giờ này, chúng ta hãy thử tính thử xem cái trị số Z0 thì nó bằng bao nhiêu. Z0 thì nó bằng bao nhiêu? Z0 bằng bao nhiêu nào? Thế bây giờ nhé, bây giờ chúng ta có này, chúng ta có này, để tính cái Z0 này thì rất đơn giản thôi, đúng không? Chúng ta sẽ có là gì, Z0 này, đây thầy vẽ đây,
Z0 này nó chính là bằng khoảng cách từ điểm này. Đây, từ điểm này đến điểm này. Tức là khoảng cách từ điểm này nhé, đến điểm này này, trừ cho khoảng cách từ điểm này đến điểm này. Đúng không nhỉ? Đúng không? Thế thì bây giờ thầy có này, cái khoảng cách từ điểm này đến điểm này chính là gì? Chính là thời hạn của cái dây chuyền nhịp bội ở đây. Đúng không? Mà thời hạn của dây chuyền nhịp bội, dây chuyền nhịp bội này nó là một dây chuyền đơn đều nhịp ở tất cả các phân đoạn. Vậy chúng ta sẽ có là gì? Thời hạn của dây chuyền nhịp bội số 3 này, ở đây này, nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng số phân đoạn nhân với chu kỳ, à, mô đun chu kỳ. Mà số phân đoạn ở đây của chúng ta ấy, là gì? Là M phân đoạn, đúng không? Trong khi mô đun chu kỳ của cái thằng dây chuyền nhịp bội số 3 ở đây này, nó chính là bằng gì? Bằng CK, đúng không nhỉ? Ví dụ như trong trường hợp ở đây của chúng ta C là bằng 2, đúng không? Tức là đây mô đun chu kỳ của cái dây chuyền nghiêng hơn này này, nó chính là bằng 2 ngày ở đây, tức là bằng 2K, đúng không? Trong đó C bằng 2. Vậy tổng quát chúng ta sẽ có cái khoảng, cái đoạn màu xanh xanh mà thầy vẽ ở đây ấy, nó chính là bằng gì? C nhân K nhân M. Được chưa? Tiếp theo nữa này, đó là chúng ta có cái khoảng cách từ điểm này đến điểm này, đúng không? Thầy cho nó là thành đường màu đỏ, đúng không? Thế thì cái khoảng cách này ấy, nó chính là gì? Nó chính là thời hạn của cái dây chuyền đơn đều nhịp mà bé hơn, có cái nhịp bé hơn ở đây, đúng không? Thế thì cái nhịp bé hơn ở đây này, hay là cái dây chuyền mà nó có nhịp mà chúng ta lấy làm cái căn cứ để chúng ta nhân với bộ số ấy, để ra được nhịp của cái dây chuyền đơn nhịp bộ ở đây, đúng không? Thế thì chúng ta có cái đoạn đỏ này ấy, nó chính là bằng là gì? Số phân đoạn, chính là thời hạn của cái dây chuyền đơn giả định ở đây này, đúng không? Chính là bằng gì? Số phân đoạn M nhân với mô đun chu kỳ của chúng ta ở đây chính bằng K. Vậy thì cái đoạn đỏ này nó sẽ chính bằng là gì? M nhân với K. Chúng ta lấy đoạn xanh, chúng ta trừ đi đoạn đỏ thì chúng ta sẽ ra được giá trị là Z0. Và Z0 chính là xác định theo công thức này. Được chưa nhỉ? Đấy. Thế thì sau khi mà chúng ta có được Z0 này rồi, chúng ta thay vào biểu thức ở đây thì chúng ta sẽ ra được cái biểu thức xác định thời hạn của dây chuyền có dạng tổng quát là như thế này. Các bạn thử thay vào mà xem. Đúng không? Các bạn thử thay vào. Các bạn thử thay vào thì chúng ta sẽ ra được cái biểu thức cuối là như thế này. Đấy. Thế chúng ta sẽ giản lược được cái trị số là MK này. Đó, MK. Nhưng mà lúc này chúng ta sẽ còn lại là gì? MCK này cộng với NK này trừ đi K, và chúng ta rút gọn ra được biểu thức cuối cùng là như thế này. Được chưa nhỉ? Đấy, tức là đối với dây chuyền nhịp bội thì chúng ta có thể xác định công thức thời hạn của chu kỳ tổng quát nhất ấy, là công thức đây, công thức T này là công thức tổng quát nhất. Nhưng còn là gì? Đối riêng với cái trường hợp mà cái hình vẽ ở đây ấy, thì chúng ta sẽ có là gì? Công thức của chúng ta thay vào nó sẽ chính bằng như thế này. Được chưa? Còn giả sử ở đây ấy, mà chúng ta lại có nhiều cái dây chuyền nhịp bộ này hơn ấy, đúng không? Thì lúc này chúng ta công thức tổng quát của chúng ta là chúng ta phải tính các khoảng Z0 của từng cái dây chuyền nhịp bộ đấy một. Và sau đấy chúng ta cộng lại, chúng ta không thể áp dụng công thức này được. Công thức này chỉ áp dụng riêng cho cái trường hợp mà ví dụ mà thầy nêu với các bạn ở đây thôi, để cho các bạn hiểu về mặt nguyên lý tính toán. Được chưa? Vấn đề gì về cái phần xác định thời hạn của dây chuyền nhịp bộ không nhỉ? Vâng. Hiểu được đúng không? Những cái này thì đơn giản. Thì đại học toán cao cấp các thứ nào còn làm được, mấy cái này thì có gì đâu đúng không? Không hiểu thì hỏi ngay nhá, để còn giải thích chứ không là cũng căng ấy, đúng không? Vâng. Ừ. Thế thì rõ ràng đó là về cái quy luật thì các bạn thấy rằng là gì? Vì nó tồn tại một số các dây chuyền đơn mà nhịp của nó là bội số các dây chuyền còn lại, đúng không? Do đó là gì? Tự nhiên nó lại xuất hiện thêm một cái trị số gọi là Z0 này, hay nói cách khác là gì? Nó làm tăng cái giá đoạn lên, đúng không? Thì nếu bây giờ đây mới có một cái dây chuyền mà như thế này thôi, mà chúng ta đã thấy là gì? Nó làm cho cái thời hạn của dây chuyền nó đã tăng lên đáng kể rồi, cộng thêm cái Z0 này nữa mà. Đó. Thế nên nếu mà dây chuyền mà chúng ta lại có nhiều các dây chuyền đơn nhịp bộ như thế thì nó sẽ làm cho cái thời hạn của dây chuyền tổng thể, chuyên hóa tổng thể của chúng ta ấy, nó sẽ tăng lên đáng kể. Đó. Và công việc của chúng ta đó là gì? Phải làm sao đấy để cho các dây chuyền nó phát triển đều nhịp với nhau. Đó. Nó phát triển đều nhịp với nhau. Và khi phát triển đều nhịp với nhau như vậy ấy, thì ấy, nó sẽ giúp
cho chúng ta là gì, cân bằng điều hòa về mặt tài nguyên là một, đúng không? Thế rồi là gì, giảm bớt các gián đoạn, đúng không? Giảm bớt các gián đoạn. Thế thì liên quan đến cái việc là gì, chúng ta điều chỉnh cho các dây chuyền đấy nó đều phát triển đều nhịp với nhau ấy, thì chúng ta sẽ có một cái dạng bài tập, hay nói cách khác là gì, có một cái dạng vấn đề liên quan đến dây chuyền nhịp bội, đó chính là gì, cân bằng dây chuyền, chính là khái niệm gọi là cân bằng dây chuyền. Cân bằng dây chuyền. Thế thì cân bằng dây chuyền này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đưa các cái dây chuyền đơn đấy về phát triển đều nhịp với nhau, đúng không? Về phát triển đều nhịp với nhau. Thế thì có hai khả năng xảy ra. Một là chúng ta cho các cân bằng làm sao đấy để cho các cái dây chuyền nhịp bội này này, tức là với nhịp lớn hơn, về phát triển đều nhịp cùng nhịp điệu với những cái dây chuyền có nhịp bé hơn. Cách thứ hai đó là gì? Chúng ta cho cân bằng để làm sao đấy để cho các dây chuyền có nhịp bé hơn này này về phát triển cùng nhịp điệu với cái dây chuyền có nhịp lớn hơn ở đây, đúng không? Cả hai cách đấy đều được gọi chung đó là giúp chúng ta cân bằng dây chuyền, và cả hai cách đấy ấy, đều sẽ có khả năng giúp chúng ta là gì, rút ngắn bớt được thời gian thời hạn dây chuyền so với ban đầu, cũng như là gì, giảm bớt các gián đoạn. Đúng không? Tùy theo mức độ nó có thể nhiều hay ít, nhưng đa phần là gì, đều có thể giúp chúng ta là giảm bớt được hai cái tiêu chí mà thầy vừa nêu về thời hạn trung bình này, về thời hạn của toàn bộ dây chuyền này, rồi về giảm bớt cái gián đoạn trong quá trình của chúng ta tổ chức. Đấy. Thế thì đó là về cái vấn đề, hay nói cách khác là cụ thể với trong môn học của chúng ta là nó chính là cái dạng bài tập thứ hai của dây chuyền, nó chính là gì, cân bằng dây chuyền nhịp bộ. Thế thì tùy theo yêu cầu, người ta có thể yêu cầu các bạn là gì, cân bằng theo cái sự phát triển nhịp điệu của dây chuyền có nhịp lớn hơn, hoặc là có thể cân bằng theo cái sự phát triển theo nhịp điệu của dây chuyền bé hơn, thì cái đấy tùy theo yêu cầu, nhưng nó là dạng chung gọi là cân bằng dây chuyền nhịp bộ. Thế thì làm cách nào để cân bằng được thì chúng ta sẽ đi vào những cái nội dung phía sau. Đấy là thầy nói về mặt tổng quan để cho các bạn hình dung tại sao chúng ta lại cần phải làm như thế, và tại sao nó lại có cái vấn đề như vậy. Vì đấy, các bạn thấy rằng là gì, rõ ràng là nó sẽ tồn tại những cái gián đoạn, và gián đoạn như thế thì nó sẽ làm cho cái cái thời hạn của chúng ta tăng lên này, rồi cái sự điều hòa trong nhân lực nó giảm bớt đi, đúng không? Trong chi phí là nó giảm bớt đi, và như thế là gì, nó sẽ bị vi phạm, hay có cách khác là gì, làm cho các cái chỉ số đánh giá của dây chuyền nó không đạt yêu cầu, hay là chất lượng của dây chuyền nó giảm bớt đi. Đấy. Rồi đấy là những cái mà thầy giải thích vừa rồi, nó chính là cái nội dung này, tại sao chúng ta lại phải cân bằng dây chuyền nhịp bộ, đúng không? Giúp chúng ta thì giảm gián đoạn tổ chức Z0, nó tạo ra cái sự ổn định điều hòa, rồi rút ngắn thời hạn hoạt động của dây chuyền. Thế thì chúng ta có hai cái phương pháp cân bằng dây chuyền mà như thầy vừa nêu đấy, đúng không? Chúng ta điều chỉnh các dây chuyền có nhịp lớn hơn về dây chuyền có nhịp bé hơn, thì người ta gọi chung nó là dây chuyền nhịp, gọi là cân bằng theo nhịp nhanh, cân bằng theo nhịp nhanh. Ở đây là gì, chúng ta có các dây chuyền mà có nhịp bằng 1K này, nó chính là dây chuyền nhịp nhanh. Còn dây chuyền ở đây là gì, nhịp bội ở đây là 2K, thì chúng ta nói là gì, dây chuyền nhịp chậm. Vậy tức là cân bằng theo nhịp nhanh, tức là chúng ta biến cái 2K này này về phát triển cùng với nhịp điệu của cái dây chuyền 1K ở đây. Ngược lại thì chúng ta sẽ có là gì, cân bằng theo nhịp chậm, tức là chúng ta cho những dây chuyền có nhịp bé hơn về phát triển cùng nhịp điệu với dây chuyền có nhịp lớn hơn. Được chưa? Ok chưa nhỉ? Alo, các bạn có hiểu về chỗ thầy những cái thầy vừa nói về cái lý do và cái mục đích của cái phương pháp của cái việc cân bằng dây chuyền chưa nhỉ? Rồi. Không hiểu thì hỏi luôn nhé. Đừng có để đấy, có bao giờ nó cố định là bắt buộc là phải từ nhịp bé về nhịp lớn, hay nhịp lớn về nhịp bé, mà hay là tùy theo đầu bài nó cho như nào vậy? Có hai dạng bài tập chắc chắn là có thể gặp. Nó chính là gì, người ta cho các bạn số liệu của cái dây chuyền nhịp bội với các thông số MN, rồi các gián đoạn, đúng không? Sau đấy người ta yêu cầu các bạn là cân bằng theo nhịp nhanh. Đấy, đó là một dạng thứ nhất. Dạng thứ hai người ta ghi luôn là gì, cân bằng theo nhịp chậm. Đó là hai dạng mà chắc chắn các bạn sẽ gặp. Nhưng cái dạng thứ ba thì người ta có thể là cho các bạn theo kiểu như này, cho số liệu của dây chuyền nhịp bộ, sau đấy các bạn là người ta chỉ hỏi một câu là cân bằng dây chuyền và đánh giá các cái chỉ số
và đánh giá dây chuyền sau trước và sau cân bằng. À, thế thì lúc đấy tùy các bạn chọn, các bạn thích chọn cách nào cũng được. À, thế thì đó là những cái vấn đề mà các bạn có thể gặp. À, hiểu ý đề nào không nhỉ? À. À, cũng nói chung cũng đang lơ mơ thôi, nhưng mà đến lúc làm bài tập thì vỡ hết rồi mà không phải lo đâu, không quan trọng lắm. Từ từ khoai sẽ như đúng không? Không vấn đề gì cả. Đấy là chúng ta cứ hình dung tổng quan, từ tổng quan bắt đầu chúng ta sẽ đi vào chi tiết, dần dần nó sẽ vỡ ra hết thôi. Cái này cũng đơn giản thôi. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cái phương pháp thứ nhất, gọi là cân bằng dây chuyền theo nhịp độ nhanh. Cân bằng theo dây chuyền theo nhịp độ nhanh. Cân bằng dây chuyền theo nhịp độ nhanh. Được chưa? Thế thì đầu tiên ấy là trước khi mà đi vào nội dung ấy, thì các bạn ghi cho thầy như sau này: nhịp nhanh, dây chuyền có nhịp nhanh. Dây chuyền theo nhịp nhanh đó là dây chuyền mà có nhịp nhỏ nhất trong tất cả các dây chuyền đơn. Dây chuyền theo nhịp nhanh là dây chuyền có nhịp nhỏ nhất trong tất cả các dây chuyền đơn của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bộ. Của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bộ. Thế thì ví dụ quay trở về cái ví dụ này nhá, thì thầy có là gì ở đây? Thầy có tất cả là 5 cái dây chuyền ở đây, đúng không? Thế thì 4 cái dây chuyền 1, 2, 4, 5 ở đây ấy, thì đều có là gì? Cái nhịp là bằng bao nhiêu? Bằng K, đúng không? Còn cái dây chuyền thứ 3 này có nhịp là bằng 2K, đúng không? Vậy thì ở đây ấy, thì sẽ có rằng là gì? Cái dây chuyền 1, 2, 4, 5 này được gọi là dây chuyền nhịp nhanh, đúng không? Dây chuyền nhịp nhanh. Và ngược lại thì thấy có là gì? Dây chuyền số 3 này là dây chuyền nhịp chậm, đúng không? Thế thì thường là đầu bài mà các bạn hay gặp phải ấy, thì thường là người ta sẽ cho là gì? Phần lớn các dây chuyền có nhịp bằng nhau và là có cùng trị số bé như nhau, đúng không? Chứ ít khi mà chúng ta có là gì? Là dây chuyền 1, 2 thì K bằng 1, sau đến dây chuyền 3 thì K bằng 2, sau đến dây chuyền 4 thì K là bằng 3, sau đến dây chuyền 5 thì K bằng 1. Ít khi như thế lắm, mà thường là người ta chỉ cho 1, 2 dây chuyền có nhịp lớn hơn và bộ số đấy là bằng nhau. Tức là ví dụ như ở đây là gì? Thay vì cái ví dụ như này thì người ta có thể thêm là gì? 1, 2 thì K bằng 1 này, 3, 4 thì K bằng 2 này, sau đến 5 thì K bằng 1. Đấy, tức là người ta chỉ cho đến mức như thế thôi. Chứ mà cho nhiều các cái loại ca khác nhau như thế thì nó sẽ phức tạp hơn. Nói chung là cái đấy nó cũng ít khi mà chúng ta tổ chức kiểu như thế lắm. Mà chúng ta chỉ chẳng may tồn tại một vài cái dây chuyền mà nó nhịp nó lớn hơn, nhưng nó sẽ là bộ số, một dạng bộ số thôi, một giá trị bộ số thôi. Ví dụ như ở đây người ta sẽ cho hết là 1-2 dây chuyền nhịp bộ mà ca nó bằng 2, mà C bằng 2. Hoặc là thậm chí là gì, người ta cho 2 dây chuyền, 3 dây chuyền nhịp bộ đấy, C bằng 3 cả. Chứ ít khi mà người ta cho lẫn lộn lắm. Đấy, thì nghe yên tâm là về vấn đề như thế. Thế thì đó là về cái khái niệm về nhịp nhanh, đúng không? Và ngược lại, nhịp nhanh thì chúng ta sẽ có nhịp chậm. Đấy. Thế thì đầu tiên, cái cách đầu tiên để giúp chúng ta cân bằng dây chuyền theo nhịp độ nhanh, đó được gọi là tổ chức tổ đội làm việc song song. Tổ chức tổ đội làm việc song song. Thế chưa? Tổ chức tổ đội làm việc song song. Thế cách thức tổ chức tổ đội làm việc song song này là như thế nào? Thì đầu tiên là các bạn ghi cho thầy về cái cách thức về mặt lý thuyết là như sau này. Đó là giữ nguyên dây chuyền có nhịp nhỏ nhất. Đúng không? Giữ nguyên dây chuyền có nhịp nhỏ nhất, hay chính khác là gì? Giữ nguyên dây chuyền có nhịp nhanh đấy. Đúng không? Giữ nguyên dây chuyền có nhịp nhanh hay là nhịp nhỏ nhất. Đúng không? Điều chỉnh các dây chuyền nhịp chậm. Điều chỉnh các dây chuyền nhịp chậm về cân bằng nhịp độ phát triển với dây chuyền nhịp nhanh. Điều chỉnh các dây chuyền nhịp chậm về cân bằng nhịp độ phát triển với dây chuyền nhịp nhanh. Đúng không? Dây chuyền nhịp nhanh. Thế thì hiểu cái khái niệm là phát triển cùng nhịp độ tức là như thế nào? Tức là gì? Các bạn thấy rằng là gì? Ví dụ như ở đây thầy có là gì? Dây chuyền số 1 và số 3 ở đây có nhịp bằng 1, đúng
có nhịp bằng 1. Giả sử thầy sẽ có cái nhịp bằng 1 như vậy thì cái góc nghiêng của hai cái dây chuyền 1 và 3 này so với phương nằm ngang nó là 45 độ, đúng không nhỉ? Nhưng thầy có ở đây tồn tại một cái dây chuyền nhịp bội ở đây là gì? Dây chuyền số 2. Dây chuyền số 2 này có K bằng 2 và cái góc nghiêng lúc này nó bé mất đi và chắc chắn là nó sẽ bé hơn 45 độ, đúng không? Vậy thì để cân bằng dây chuyền theo nhịp nhanh ấy thì tức là gì? Chúng ta sẽ phải đưa cái dây chuyền số 2 này về phát triển làm sao đấy để tạo thành các cái đường xiên mà góc nghiêng lúc này là gì? Nó sẽ tạo thành một cái đường nghiêng so với phương nằm ngang một góc 45 độ, tức là nó sẽ cùng nhịp độ với dây chuyền nhịp nhanh 1 và 3. Thế cách làm đầu tiên đó chính là gì? Chúng ta tổ chức tổ đội làm việc song song. Tức là như thế nào? Tức là ví dụ như K ở đây chúng ta bằng 2 này thì chúng ta sẽ tổ chức là gì? Cho tách riêng, thay vì là một tổ đội như thế này thì chúng ta tách riêng cái dây chuyền số 2 như thế này gồm có hai tổ đội làm việc song song với nhau. Chúng ta gọi nó là tổ đội 2.1 và tổ đội 2.2. Tức là gì? Đầu tiên tổ đội 2.1 làm ở phân đoạn 1 này theo cái đường xiên ở đây, thấy chưa? Thế đến hết ngày thứ nhất thì chúng ta cho cái tổ đội 2.2 độc lập với cái thằng tổ đội 2.1 nhá, vào làm ở phân đoạn 2 theo cái đường gạch chéo ở đây này, nét gạch gạch ở đây này, đúng không? Thế thì cái tổ đội 2.1 ấy nó làm xong 2 ngày, đúng không? Thì nó đi lên, cái mũi tên này nó thể hiện cái 2.1 này này, sau khi nó làm xong 2 ngày ở phân đoạn 1 ở đây này, bắt đầu nó đi lên, nó làm ở phân đoạn 3, đúng không? Tổ đội 2.2 làm xong ở phân đoạn 2 này, nó đi lên ở trên này này, nó làm ở phân đoạn 4. Hiểu ý thế nó không nhỉ? Tức là tổ đội 2.1 và 2.2 này nó làm việc song song và độc lập với nhau, được chưa? Trong từng mỗi tổ đội như vậy thì nó vẫn đáp ứng được cái nhịp nó là gì? 2K, đúng không? Nhưng lúc này các bạn để ý rằng là gì? Các bạn thấy rằng là gì? Cái đường dây chuyền của chúng ta thay vì nó nằm nghiêng như thế này nhá, thì lúc này nó sẽ gồm có đây, nó chính là cái đường này, đúng không? Đường màu xanh ở đây, đúng không? Đây, cái đường màu xanh đây, hai cái đường màu xanh đây. Thế thì rõ ràng các bạn thấy rằng là gì? Sau khi mà chúng ta chia thành hai cái tổ đội làm việc song song như vậy ấy, thì cái đường màu xanh ở đây này nó chính là thể hiện cái nhịp độ phát triển, đúng không? Nhịp độ phát triển của hai cái tổ đội đấy. Và rõ ràng là gì? Góc nghiêng của hai cái đường màu xanh này này là nó song song, đúng không? Nó nghiêng trở thành 45 độ và nó song song cùng nhịp điệu phát triển với lại thằng số 1 và số 3, đúng không nhỉ? Và do đó là gì? Chỉ đến ngày này nhé, đúng không? Chỉ đến ngày này, khi mà tổ đội 2.1 này nó làm xong cái công việc số 2 đây rồi, đúng không? Thì lúc này chúng ta có thể cho cái thằng số 3 mới bắt đầu luôn vào đây, đúng không nhỉ? Và rõ ràng các bạn thấy rằng là gì? Chỉ đến ngày này là chúng ta đã kết thúc 3 công việc rồi, trong khi là như cũ thì phải đến tận ngày này để chúng ta mới kết thúc được. Hiểu ý không nhỉ? Và như thế là qua đấy là gì? Chúng ta đã giảm bớt được cái thời hạn của dây chuyền là một này. Và cái thứ hai lúc đấy là gì? Nó không còn tồn tại cái gián đoạn nữa, đúng không? Đáng ra như người ta là nó sẽ tồn tại một cái gián đoạn từ đây này cho đến đây, đúng không? Nhưng bây giờ là gần như 3 cái dây chuyền là gì? 1 này, 2 phẩy này và 3 phẩy mới của chúng ta ở đây này, là nó liên tục với nhau. Và chắc chắn rằng là gì? Trên biểu đồ nhân lực hay biểu đồ chi phí tài nguyên nó sẽ điều hòa ổn định, được chưa nhỉ? Thế đó là với trường hợp K bằng 2. Thế bây giờ chúng ta với trường hợp là gì? K bằng 3 thì chúng ta sẽ tổ chức như thế nào? Thế với K bằng 3 thì chúng ta lại tổ chức thành 3 tổ đội làm việc song song, đúng không nhỉ? 3 tổ đội làm việc song song. Ví dụ tổ đội thứ nhất chúng ta làm trong 3K ở đây, 3 ngày ở đây, đúng không? Ở phân đoạn 1. Tổ đội thứ hai kết thúc ngày đầu tiên bắt đầu vào làm. Tổ đội thứ ba kết thúc 2 ngày đầu so với tổ đội đầu tiên này thì chúng ta vào làm. Và cứ lần lượt như thế chúng ta chuyển phân đoạn lên, đúng không? Và các bạn thấy rằng là gì? Cái nhịp độ phát triển mới này này của chúng ta là gì? Nó sẽ đều hơn, nó cũng sẽ cùng nhịp điệu với các cái dây chuyền nhịp nhanh. Đấy, được chưa? Đấy, thì đó là về cái, và chắc chắn là gì? Là thời hạn nó sẽ giảm, đúng không? Vì nếu các bạn tưởng tượng là bây giờ nếu mà các bạn vẫn cứ làm theo dây chuyền nhịp bộ như này nhé, thì đường của các bạn nó sẽ dài tiếp ra đến tận đây cơ, đúng không? Trong khi bây giờ chúng ta tổ chức các tổ làm việc song song như vậy thì cái khoảng thời hạn dây chuyền của chúng ta đã giảm bớt đáng kể, đúng không? Nó chỉ đến đây là đã xong rồi. Đấy, các bạn thấy về mặt ý nghĩa, về phương pháp như thế nào? Thế thì các bạn có thể ghi cho thầy như sau này. Đối với dây chuyền mà có C bằng 2, đối với dây chuyền có C bằng 2, số mình người quên rồi đó.
đối với dây chuyền có xe, đối với dây chuyền có xe bằng 2 thì tắt cái dây chuyền này. Đối với dây chuyền có xe bằng 2 thì chúng ta tách cái dây chuyền này thành hai dây chuyền thành phần. Thành hai dây chuyền thành phần. Tất nhiên là làm cùng một công việc thôi, nhưng mà nó là hai dây chuyền thành phần độc lập với nhau. Và tổ chức cho hai dây chuyền thi công song song. Tổ chức cho hai dây chuyền thành phần này thi công song song. Và triển khai lệch một đơn vị thời gian. Triển khai lệch một đơn vị thời gian. Thì chỉ như cái ví dụ A ở đây, như cái ví dụ bên trái này, đúng không? Chúng ta có K bằng 2 mà, là chúng ta có C bằng 2, đúng không? Thế còn đối với C bằng 3, đúng không? Như cái ví dụ bên phải ở đây ấy, thì chúng ta sẽ là gì? Chia thành 3 tổ, đúng không? Chúng ta chia thành 3 tổ làm việc song song với nhau, đúng không? Chúng ta chia thành 3 tổ làm việc song song với nhau và triển khai cũng lệch một đơn vị thời gian. Triển khai lệch một đơn vị thời gian. Thế thì thông thường ấy, thì với cái dạng bài này ấy, thì chúng ta cũng chỉ cho đến là gì, người ta cũng chỉ cho các bạn đến là C bằng 3 là tối đa thôi, chứ ít khi người ta cho đến là gì 4-5 đó. Nên là các bạn yên tâm là với hai cái quy luật, hai quy tắc vừa rồi thì đủ để cho các bạn sử dụng, để các bạn làm được rồi, đúng không? Để các bạn làm được rồi. Được chưa? Đấy, thì đó là về cái em thấy cho hỏi tí. Hỏi đi. Em thấy là cái này ví dụ như mình chia làm hai tổ đội thì ví dụ như lúc đầu cái dây chuyền của mình có 20 người, tức là mình sẽ chia ra mỗi tổ đội 10 người hay là gọi thêm vào đấy. Cái gì nhỉ? Cái tức là lúc đầu thì là 20 người đúng không? Vâng. Lúc đầu là 20 người đúng không? Nhưng mà lúc sau thì là bao nhiêu? Tức là ý em bảo rằng là lúc sau như thế thì ý em hỏi rằng là lúc đấy nó sẽ là mỗi tổ là 10 người hay là như thế nào? Hay là mỗi tổ sẽ mình sẽ gọi thêm 20 lao động nữa vào để cho mỗi tổ bằng 20? Không, em phải hiểu một điều là như thế này, khối lượng của em là giống nhau, đúng không? Vâng. Thế khối lượng của em là em chia là khối lượng này em biên chế là cho từng phân đoạn, ví dụ như phân đoạn đấy là em phải có 20 người thì mới làm hết được cái phân đoạn đấy. Em hiểu ý thế đó không? Vâng ạ. Em hiểu ý thế đó không? Thế thì lúc đấy là gì? Em phải đáp ứng rằng là mỗi một cái tổ này vẫn phải là 20 người. Hiểu không? Thì khối lượng nó có thay đổi đâu. Chỉ có là em tổ chức cho nó làm việc song song thôi nhé. Em hiểu ý thế đó nhỉ? Tức là nhá, bây giờ cái đường xiên này của em này, cái đường xiên này của em ở đây nhá, là gì? Vâng. Để thi công cái khối lượng của phân đoạn 1 này là không thay đổi đúng không? Thì em cần 20 người. Đúng không? Vậy thì bây giờ là em có chia nó thành một tổ, thành gọi là cái tổ A đi, tổ số 1 đi. Đúng không? Thì cái tổ số 1 này của em vẫn phải biên chế 20 người thì nó mới đủ để làm được cái khối lượng công việc của phân đoạn 1. Đúng không? Vâng. Trong khi đấy là gì? Em chia cái tổ còn lại là tổ số 2. Thì cái tổ số 2 nó vẫn phải 20 người thì nó mới làm đủ được khối lượng công việc của phân đoạn 2 chứ. Đúng không? Vâng. Chứ nó không thể kiểu là em chia thành hai tổ như thế thì mỗi tổ 10 người được. Mỗi tổ 10 người thì lúc đấy là gì? Nó chỉ làm được cái 10, nửa cái khối lượng công việc như lúc đầu thôi, đúng không? Vâng. Thế tức là mình phải thêm người vào đúng không? Em không phải thêm người, mà tức là gì? Đúng là về cơ học thì là thêm người, nhưng mà về phần bản chất tức là gì? Cái biên chế thôi. Vâng. Vâng. Thêm người cũng có thể coi là thêm người, nhưng mà thực ra ấy, thì đúng rồi, em phải trả giá bằng một cái gì đấy, em rút ngắn thời gian thì em phải tăng số công nhân lên đi. Khi bây giờ em vừa rút ngắn thời gian em lại giảm được cái số công nhân đi một nửa thì em thì chẳng ai bao giờ đi không chọn cái phương pháp tổ chức song song này làm gì, đúng không? Vâng ạ. Em hiểu. Thấy tính về việc mà thêm công nhân và rút ngắn thời gian thì cái việc này nó lợi hơn đúng không? Cái đấy thì chưa kết luận được. Cái đấy thì em chưa kết luận được. Tức là gì? Sau khi em rút ngắn như thế thì rõ ràng là gì? Cái lợi ích đầu tiên em nhìn thấy là gì? Là thời gian giảm, đúng không? Không còn gián đoạn nữa. Nhưng đi kèm cái đấy là gì? Nhân công tăng lên, đúng không? Chi phí tài nguyên tăng lên, đúng không nào? Vâng. Thế thì bây giờ em phải cân đối giữa là việc ưu tiên cái gì trước. Ưu tiên là gì? Bây giờ phải đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn tiến độ thì em phải huy động tối đa công nhân và em tổ chức làm việc song song như vậy. Nhưng còn nếu mà bây giờ nó không đúc thúc tiến độ mà nó như vốn thì nó lại rót chậm thì đương nhiên em phải làm bình thường bình thản thôi chứ, đúng không? Nhưng bây giờ làm sao mà em làm cấp tập được, đúng không? Cái đấy là gì? Thầy trò mình trao đổi với nhau về mặt lý thuyết.
Còn thực tế là gì? Lúc này là gì? Công trình nó yêu cầu phải làm tiến độ, phải rút ngắn tiến độ, thì em phải tìm cách rút ngắn tiến độ, thì đây là phương pháp rút ngắn tiến độ của em, tức là em tổ chức thành các tổ đội làm việc song song. Lúc đấy là gì? Bất chấp với giá như thế nào em vẫn phải chấp nhận em chịu, đúng không? Thì vì cho tổ đội công nhân tăng lên, số công nhân tăng lên thì chi phí cho nhân lực nó tăng lên, rồi làm việc song song trong một đơn vị thời gian ngắn như vậy thì vật liệu em sử dụng trong một đơn vị thời gian nó ngắn lên và nhu cầu sử dụng vật liệu em tăng lên, đúng không? Thì cái đấy là cái tùy theo yêu cầu, nhưng về mặt lý thuyết là gì? Là chúng ta đang so sánh về các chỉ tiêu về mặt lý thuyết thôi, nó là gì? Về thời gian này, về chỉ số, các loại chỉ số đánh giá dây chuyền này, thì chúng ta chỉ so sánh được như thế thôi. Nhưng còn thực ra bài toán thực tế lúc đấy nó liên quan về mặt chi phí, đúng không? Thì chúng ta tùy theo yêu cầu là như thế nào thì lúc đấy chúng ta cân đối. Còn trong nội dung môn học và trong cái phần lý thuyết mà thầy trò mình trao đổi với nhau ở đây ấy, nó chỉ đơn thuần là gì? Đấy, nó có vấn đề là gì? Đối với nhịp bộ thì thời gian dài này, gián đoạn có này, bây giờ chúng ta phải giảm bớt cái đấy đi thì chúng ta có cách nào đó. Và đây là những cái mà thầy đang nói, là những cái cách để giúp giải quyết hai vấn đề đấy, thế thôi. Thế còn bây giờ người ta không yêu cầu em cần phải làm cấp tập như vậy, đúng không? Vốn người ta rót không đủ thì làm sao em cứ phải tổ chức như thế, em chịu hết à? Vâng. Được chưa? Đấy, thì đó là về cái phương pháp thứ nhất. Thì cái thứ nhất thì các bạn lưu ý với thầy như vậy. Cái cách thứ hai, đó là tổ chức làm thêm ca ở dây chuyền nhịp bộ, được chưa? Cách thứ hai vẫn theo cái nhóm gọi là cân bằng dây chuyền theo nhịp độ nhanh, tức là chúng ta vẫn đang ở cái mục bảo là cân bằng dây chuyền theo nhịp độ nhanh, tức là chúng ta biến đổi cái dây chuyền nhịp bộ đấy về các cái dây chuyền có nhịp bé hơn, đúng không? Tức là chuyển từ dây chuyền nhịp chậm về dây chuyền nhịp nhanh. Nhưng mà chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta tổ chức tổ đội làm việc song song nhé. Cách thứ hai đó là chúng ta tổ chức làm thêm ca ở dây chuyền nhịp bộ, không? Tổ chức làm thêm ca ở dây chuyền nhịp bộ. Được chưa? Chuyển nhịp bộ. Thế thì cách này là như thế nào? Tức là về nguyên lý này thì các bạn có thể ghi cho thầy như thế này. Đầu tiên đó là dây chuyền bình thường thì làm việc 8 giờ một ngày, đúng không? Dây chuyền làm việc dây chuyền bình thường thì làm việc 8 giờ một ngày. Vậy thì tức là trong một ngày chúng ta sẽ có 3 ca, đúng không? Về một ngày, được chưa? Ta sẽ có 3 ca. Hay nói cách khác là gì? Dây chuyền dây chuyền bình thường đi, tức là dây chuyền nhịp nhanh đấy, thì chúng ta làm việc 1 ca, đúng không? Dây chuyền nhịp nhanh chúng ta làm việc 1 ca, làm việc 1 ca. Còn riêng dây chuyền nhịp bội hay là dây chuyền nhịp chậm đấy, đúng không? Riêng dây chuyền nhịp bội hay là nhịp chậm đấy, thì chúng ta sẽ tổ chức C tổ, chúng ta sẽ tổ chức C tổ. Và C tổ đấy sẽ làm việc CK trong một ngày. CK trong một ngày. Thế cái điều này thì hiểu như thế nào? Tức là gì? Ví dụ cái dây chuyền nhịp chậm của chúng ta nó có K bằng 2, tức là C của chúng ta ở đây bằng 2 so với những dây chuyền nhịp nhanh, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tổ chức là gì? Hai tổ của cái dây chuyền nhịp chậm đấy và làm việc trong 2K trong một ngày. Làm việc 2K trong một ngày, đúng không? K đầu là tổ 1, K sau là tổ 2. Được chưa? Thế thì ở trên cái đây, đây thì chúng ta có là gì? Lúc này chúng ta vẫn có là gì? Cái dây chuyền dây chuyền nhịp nhanh ấy, tức là cái dây chuyền mà nhịp bé hơn đấy, đúng không? Chúng ta chỉ làm một ca thôi. Ví dụ ở đây chúng ta làm một ca sáng này, xong ca chiều nghỉ ngày hôm sau làm ca sáng, đúng không? Tức là vẫn làm một ca như bình thường thôi, tức là không thay đổi gì cả. Nhưng mà tuy nhiên là gì? Đối với dây chuyền nhịp chậm, đúng không? Thì chúng ta thay vì làm một ca giống như cái trường hợp ở trên này này,
ở đây là chúng ta vẫn làm một ca thôi, nhưng mà chúng ta tổ chức hai tổ đội song song. Còn ở đây là gì? Chúng ta tổ chức hai tổ đội làm việc nối tiếp nhau ở cùng một phân đoạn nhưng làm hai ca khác nhau trong một ngày. Còn cái trường hợp ở trên này là gì? Chúng ta làm một ca và tổ chức hai tổ đội làm việc song song. Còn ở đây là gì? Hai tổ đội làm việc nối tiếp nhưng làm trong một ca. Yeah, hai tổ đội làm việc nối tiếp nhưng làm trong hai ca của một ngày ở cùng một phân đoạn. Yeah. Ví dụ ca sáng thì tổ đội tổ 1 làm, đúng không? Sau đến ca chiều tổ đội tổ 2 làm. Được chưa? Thế thì rõ ràng là gì? Lúc đấy chúng ta có là gì? Đáng ra nó, nếu mà làm một ca thì chúng ta sẽ có cái này, nó sẽ là gì? Mất 2 ngày. Nhưng vì chúng ta làm 2 ca thì cái này chúng ta chỉ làm mất 1 ngày thôi. Và qua đó là gì? Cái nhịp độ phát triển của cái dây chuyền nhịp chậm đấy nó sẽ cùng với dây chuyền nhịp nhanh. Được chưa? Thì đó là hai cách cân bằng dây chuyền nhịp chậm về dây chuyền nhịp nhanh. Cái ý thứ hai các bạn có thể ghi ở cái cách tổ chức làm thêm ca, đó là gì? Trên mỗi phân đoạn thì chúng ta vẫn phải đảm bảo lúc nào cũng chỉ có một tổ đội làm việc, đúng không? Trên mỗi phân đoạn lúc nào chúng ta cũng phải đảm bảo chỉ có một tổ đội làm việc. Tức là gì? Thay vì làm việc song song như phương án là như cái cách một đấy thì chúng ta làm việc nối tiếp, nhưng mà nối tiếp cũng là gì? Trên phân đoạn đấy, tổ 1 xong thì tổ 2 mới vào nối tiếp. Cũng ở phân đoạn đấy. Đó là cái ý thứ hai các bạn ghi. Cái ý thứ ba đó là nhịp của các dây chuyền nhịp bội. Đúng không? Nhịp của các dây chuyền nhịp bội sẽ ngắn đi C lần. Đúng không? Ngắn đi C lần và cân bằng với các dây chuyền nhịp nhanh còn lại. Đúng không? Và cân bằng với các dây chuyền nhịp nhanh còn lại. Rõ ràng các bạn thấy rằng là gì? Đáng ra dây chuyền nhịp bội đấy nó sẽ làm trong 2 ngày, nhưng vì bây giờ chúng ta làm 2 ca, đúng không? Thì nó sẽ về thì chỉ có 1 ngày thôi, và chắc chắn là gì? Nó sẽ phát triển cùng nhịp độ với dây chuyền nhịp nhanh là 1 ca. Đúng không? Đúng. Thế thì lưu ý là cái cách thứ hai này, cái cách mà tổ chức làm thêm ca ở dây chuyền nhịp bội ấy thì chỉ áp dụng được khi C bằng 2 hoặc C bằng 3. C bằng 2 hoặc C bằng 3. Vì sao vậy? Các bạn có thể giải thích được này, vì sao là cái cách mà làm thêm ca ở dây chuyền nhịp bộ chúng ta chỉ áp dụng được cho C bằng 2 hoặc bằng 3 thôi? Tại sao? Một ca bằng tiếng tối đa 3 ca. Đúng rồi. Vì sao vậy? Vì C nếu mà lớn hơn 3, tức là ví dụ C bằng 4, bằng 5 thì không thể xảy ra được, đúng không? Vì sao? Vì trong một ngày tối đa chúng ta chỉ có 3 ca thôi, đúng không? Bây giờ mà chúng ta C bằng 4 thì làm sao mà tổ chức 4 ca được, đúng không? 4 ca lại sang ngày thứ tư là ngày hôm sau rồi. Đấy, đúng không? Tức là vì tối đa trong một ngày chúng ta chỉ có 3 ca làm việc thôi. Nên là cái cách thứ hai này chỉ áp dụng được đối với C bằng 2 và bằng 3. Còn C bằng 4 thì là chúng ta không thể áp dụng cái này được. Được chưa nha? Có vấn đề gì không nha? Không ạ. Rồi tôi thầy nói nốt có cần nghỉ giải lao không? Tôi nghỉ giải lao thì cũng được. Nghỉ giải lao thì nhận. Alo. Thầy ơi, cho em xin phép nghỉ sớm chút, em đi thắp hương ngoài nhà thờ chút đúng không ạ? Em việc mà nói chung là thầy cũng có tí việc nữa, nên là thầy nói nốt thôi, thầy nói nốt được khoảng tầm 15 phút nữa. Vâng. Nghỉ sớm được thầy. 15 phút nữa, nghỉ sớm thì không nghỉ sớm nữa, thầy cho mình thế này. Alo. Thì thầy hỏi gì ạ? Alo, để thầy nói đó. Tức là thầy sẽ nói tiếp nốt cái bài này. Sau đấy thì các bạn cứ để nick ở trên, cứ để duy trì cái Zoom này nhé. Đến khoảng tầm 11:35, 11:40 thì các bạn thoát ra nhé. Thì thầy cho mình chỉ nói một lúc nữa là nghỉ với nhau thôi. Nhưng mà các bạn cứ để nick này này nhé. Thế thì chúng ta nói nốt chút về cái
Được rồi, cái đầu tiên là về phương pháp cân bằng dây chuyền theo nhịp nhanh thì xong rồi, chúng ta có hai cách đúng không? Riêng cách hai thì chúng ta chỉ áp dụng đối với trường hợp là gì C bằng A hoặc bằng 3 thôi. Thế còn nếu mà C lớn hơn thì chúng ta không làm được. Đó. Rồi, chúng ta làm phương pháp thứ hai, đó là chúng ta cân bằng dây chuyền theo nhịp chậm. Cân bằng theo nhịp chậm. Tức là chúng ta đưa các dây chuyền nhịp nhanh có nhịp bé hơn ấy về phát triển cùng nhịp độ với dây chuyền nhịp nhanh, dây chuyền nhịp chậm. Tức là chúng ta giảm bớt cái góc nghiêng của các dây chuyền nhịp nhanh đi, đúng không nhỉ? Đấy. Thế thì cách làm của nó là như thế nào? Thì ta có này, giả sử bây giờ thầy có cái dây chuyền trước khi cân bằng nhé, thì thầy có ở đây này, đây là những, đây là thầy có nhóm, thầy có năm cái dây chuyền 1 này, 2 này, 4, 5 này, thì thầy có nhịp nó bằng 2K. Ê, đừng kéo chuyển sách để không. Bằng 2K, tức là C ở đây của thầy bằng 2. C bằng 2. Thế còn cái dây chuyền số 3 của thầy ở đây ấy, thì nó lại chỉ có K bằng 1, đúng không? Tức là 1K. Vậy thì ở đây thầy có dây chuyền nhịp nhanh chính là dây chuyền số 3. Còn 4 cái dây chuyền 1, 2, 4, 5 là dây chuyền nhịp chậm. Thế thì bây giờ thầy sẽ... rõ ràng là trong cái trường hợp này, nếu mà bây giờ chúng ta chuyển các cái dây chuyền nhịp nhanh, nhịp chậm này về dây chuyền nhịp nhanh, thì chúng ta phải làm đấy, cái công việc cân bằng đấy đến 4 lần, đúng không nhỉ? 4 lần mà chưa biết là hiệu quả liệu có tăng lên hay không, mà rõ ràng là 4 lần như thế thì tức là gì, chúng ta phải biên chế tổ đội này, rồi tổ đội làm việc song song này, nhu cầu các thứ nó tăng lên rất đáng kể. Và do đó là gì, trong trường hợp này thì chúng ta sẽ tìm cách là gì, đưa cái dây chuyền nhịp nhanh này về phát triển cùng nhịp độ với các dây chuyền nhịp chậm ở đây. Hay nói cách khác là gì, chúng ta làm giảm bớt cái góc nghiêng này đi cho nó bằng với góc nghiêng của bốn cái dây chuyền nhịp chậm, đúng không nhỉ? Thế đó là về cái tổng quan để cho các bạn hình dung nhé. Thế bây giờ cách làm là như sau này, cách làm nó là gì, rất đơn giản thôi. Thế bây giờ chúng ta cân bằng bằng cách là gì, thay vì làm một ngày như này thì chúng ta sẽ cho là gì, làm một ngày cái dây chuyền số 3 này, chúng ta cho làm một ngày, sau đây chúng ta nghỉ, chúng ta lại mới quay trở lại làm, tức là cứ làm một ngày chúng ta nghỉ một ngày, làm một ngày nghỉ một ngày. Thế thì rõ ràng là gì, sau khi mà làm như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, cái nhịp độ phát triển của dây chuyền này này, đấy, nó sẽ cân bằng. Đây các bạn chỉ cần vẽ cái đường bao của cái dây chuyền sau khi cân bằng nhé. Đây các bạn vẽ cái đường bao đây, chính là cái đường màu xanh ở đây, đúng không? Đấy, hai cái đường màu xanh ở đây, các bạn vẽ cái đường bao của các cái điểm ngoài ở đây, đúng không? Thì các bạn thấy rằng là gì, hai cái đường màu xanh sau khi cân bằng của dây chuyền nhịp nhanh ấy, nó trở về là gì, nó có cùng góc nghiêng, nó cùng góc nghiêng so với các dây chuyền nhịp chậm ở đây, đúng không nhỉ? Thế thì cách làm đối với cái việc là gì, cân bằng dây chuyền nhịp nhanh theo nhịp độ chậm, đó là gì, các bạn thể ghi cho thầy như sau này. Thứ nhất đó là gì, dây chuyền đơn nào mà có K lớn nhất, tức là cái mô đun chu kỳ lớn nhất, à, không phải mô đun chu kỳ lớn nhất mà tức là có cái nhịp lớn nhất, đó. Dây chuyền đơn nào có nhịp lớn nhất thì gọi là nhịp chậm, và chúng ta sẽ điều chỉnh các cái dây chuyền đơn còn lại có nhịp bé hơn theo những cái dây chuyền có nhịp chậm này, đó, theo những dây chuyền có nhịp chậm này. Thế thì cân bằng theo nhịp chậm, cách làm đó là gì? Cách làm của cân bằng theo nhịp chậm đó là gì? Khi cân bằng thì dây chuyền nhịp chậm vẫn giữ nguyên nhịp độ làm việc, tức là nhịp của nó bằng bao nhiêu thì chúng ta giữ nguyên như vậy, vẫn giữ nguyên nhịp độ làm việc. Thế còn dây chuyền có nhịp nhanh, tức là nhịp bé hơn đấy, thì chúng ta làm việc có gián đoạn, tức là vừa làm vừa nghỉ, không? Vừa làm vừa nghỉ, tức là làm xong một ngày chúng ta nghỉ một ngày. Đấy. Hay nói cách khác là làm cách nhật đấy, đúng không? Làm cách nhật. Ví dụ như C ở đây chúng ta bằng 2 thì chúng ta làm một ngày chúng ta nghỉ một ngày,
Thế còn C bằng 3 thì chúng ta có thể là gì? Làm một ngày chúng ta nghỉ 2 ngày. Đấy. Vâng. Thế các bạn thấy rằng là nếu mà tổ chức kiểu như thế thì nó rất là không hiệu quả. Do đó là gì? Cái việc mà cân bằng theo nhịp chậm này ấy, thì nó chỉ áp dụng khi mà áp dụng đối với những công việc mà khối lượng công việc ít, vâng, khối lượng công việc ít, khối lượng công việc ít, tài nguyên bị hạn chế, đúng, khối lượng công việc ít này, tài nguyên bị hạn chế và không yêu cầu rút ngắn về thời gian thi công, không yêu cầu rút ngắn về thời gian thi công, được chưa? Thế thì đó là về cách thức này, đặc điểm này. Thế còn các bạn có thể ghi thêm cho thầy nữa là gì? Cái nhược điểm của phương pháp này, của phương pháp cân bằng này, nó là vi phạm nguyên tắc liên tục trong tổ chức sản xuất. Không, thì vừa làm vừa nghỉ như thế thì nó vi phạm những cái nguyên tắc liên tục trong sản xuất. Xuất, đúng không? Trong một số trường hợp thì ví dụ như là chúng ta không bị hạn chế về mặt tài nguyên này, đúng không? Rồi khối lượng nó quá ít để chúng ta có thể thi công cấp tổng luôn ấy, thì lúc đấy chúng ta có thể làm theo phương pháp này. Nhưng mà tuy nhiên thì thực tế thì ít khi mà chúng ta cân bằng theo nhịp chậm lắm, đúng không? Ít khi mà chúng ta cân bằng theo nhịp chậm lắm, và thường là chúng ta sẽ cân bằng theo nhịp nhanh, đúng không? Thường là chúng ta cân bằng theo nhịp nhanh. Nhưng mà để cho các bạn thấy rằng là gì, cái việc mà làm cân bằng theo nhịp chậm như thế nó sẽ giúp cho là gì, cái biểu đồ tài nguyên của chúng ta ấy, nó sẽ điều hòa và ổn định hơn. Đấy là một cái lợi thế, đúng không? Đấy là một cái lợi thế. Trước và sau khi cân bằng, trước thì nó sẽ độ ổn định kém, độ điều hòa ổn định kém, nhưng sau khi cân bằng thì độ ổn định và điều hòa nó sẽ tăng lên, đúng không? Đó là về các cái lợi thế, cái ưu điểm của nó. Chứ còn cái nhược điểm của nó là nó vi phạm cái nguyên tắc. Được chưa? Thế rồi thì liên quan đến cái bài này thì các bạn có thể ghi lại cho thầy một cái bài tập này nữa, và để cho các bạn về nhà các bạn thử làm, đúng không? Thử làm, cách làm. Sau đấy thì thầy trò mình sẽ cùng giải với nhau. Các bạn thử làm trước đi, sau đấy các bạn giải. Đấy là cái dạng bài tập thứ hai, tức là cân bằng dây chuyền nhịp bộ. Thế thì ở đây thầy có một cái bảng số liệu. Bảng số liệu này thì các cái số ở trong cái bảng số liệu này, ví dụ như 2, 1, 2, 1 ở đây ấy, có nghĩa là gì? Nhịp của dây chuyền. Thầy có đây, thầy có tất cả là 4 dây chuyền, 1, 2, 3, 4 từ trên xuống dưới, 1, 2, 3, 4 này. Còn đây là gì? Thầy có tất cả là 6 phân đoạn, đúng không? Thì thầy có là dây chuyền số 1 này thì có nhịp bằng 2 ở tất cả phân đoạn, dây chuyền số 2 thì có nhịp bằng 1 ở tất cả phân đoạn. Thế thì ở đây thầy có là 2 dây chuyền nhịp chậm là dây chuyền số 1 và số 3, còn 2 dây chuyền nhịp nhanh là số 2 và số 4, đúng không? Thế thì bây giờ yêu cầu đó là gì? Các bạn cân bằng cái dây chuyền này theo nhịp nhanh. Các bạn đầu tiên là các bạn thử vẽ theo cái số liệu thầy cho này, đúng không? Và lên biểu đồ tiến độ đi. Các bạn cứ lấy đơn vị nó là ngày, 2 ngày đi, đúng không? Các bạn thử vẽ đi để các bạn hình dung ra xem là tổng thời gian thi công là bao nhiêu, rồi gián đoạn như thế nào. Sau đấy các bạn thử cân bằng theo nhịp nhanh, xem thời gian rút lại còn được bao nhiêu, gián đoạn có giảm bớt đi không, rồi đánh giá chất lượng, thử cho thầy xem là chất lượng như thế nào. Thì chất lượng trước và sau khi cân bằng như thế này. Đấy thì các bạn ghi lại cho thầy về cái bài tập này và về thử làm, được chưa? Sau đấy thì các bạn có thể nghỉ, lưu ý cho thầy là các bạn giữ cái độ cao và ID cho thầy như thế này đến độ tầm 11:35 gì đấy, 11:35-40 gì đấy nhá. Alo. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Ok.